Đây. Thì đóng lại. Thì giờ ta sẽ chạy cái chân trụ này lên, ta thầy sẽ nhúng cái giao diện nó vào. À, thì đợt trước thầy có nhúng rồi, nhưng mà cái website của chúng ta nó bị lỗi. Thì ở đây thầy nhúng vào. Ví dụ trong đây, trong máy thầy có một cái giao diện website. À, giao diện đây sai à, thầy có một cái website đây, thì ở đây thầy sẽ nhúng cái giao diện này vào. Thì giao diện này thầy có cắt header, footer mọi thứ rồi à, thì đầu tiên thầy sẽ nhúng cái này vào nha các bạn ha. Đây, thầy cắt cái này ra, copy này. Thì cái này là layout của trang người dùng. Layout của trang người dùng thì ở đây. Thì cái phần này đó ở phần phía trên. Đây là phần phía trên này đây. Đấy, phần phía trên này. Để dán phần phía trên. Thì trong phần phía trên này chú ý. Phần phía trên này thì do nó là phần phía trên rồi. Thì thằng này không có nữa này. Thì ở đây các bạn chỉ cần là copy cái thằng title lên. Đấy, cái thằng này. Thì tí nữa thầy xóa bớt đi. Đấy, như vậy đây thì các bạn cắt cái này lên để trong cái thằng title này. Đây, title đây. Đó. Đó, title thì thầy bỏ ở phía trên đi nhé. Đấy. Ok, còn cái thằng này là thằng giới này. Rồi. Tiếp theo xuống ở chỗ này thầy sẽ xóa đi những cái thằng do đây, xóa đi thằng này. Thấy chưa? À, đúng rồi, xóa đi thằng này. Còn cái chỗ này là vị trí của render body. Chỗ này là vị trí của render body nha. Chỗ này là vị trí của render body. Vậy ở đây thầy có một cái phần thầy ở đây thầy có một cái phần gọi là phần của footer nữa. Đây footer đây. Ctrl A copy luôn. À thì đây là phần footer. Là phần footer thì ở đây các bạn nếu như nó là phần footer thì cái này dư nha. À. À như vậy. Ok. Cắt cái này bỏ đây. Do vậy thầy đã nhúng xong cái thằng giao diện của cái website này. Đó. Rồi ok. À, và khi mà các bạn chạy lên thì tất nhiên là nó thiếu thiếu những cái thứ này này. Cái này đây. À, bootstrap ha. Bootstrap thì ở đây các bạn nhớ là bootstrap nó là content. Đây các bạn kéo cái này vào thôi. bootstrap.min.vs này. Đó. On.min này là cái phong quan á, phong quan à, thường thì thầy đào về thầy để trong public. À, nếu như chưa có thì đấy các bạn có thể đào về nha. Đấy, thì thầy copy ở phía bên này cho nó nhanh. Đây, phong quan đây. À, thầy copy luôn mấy cái thư mục này luôn ha, copy. Để trong public. Ở đây nó có email rồi, các bạn đè nó luôn. Rồi ở đây thì ta sẽ kéo những cái thằng bootstrap rồi này, bỏ này. On.min. Ok. Rồi. Tiếp theo ở đây. On.min. À, hai cái thằng này chú ý, hai cái thằng này là xuất hiện ở trong trân trụ này nhé. Cũng chú ý hai thằng này là xuất hiện ở trong trân trụ này. Cái này xuất hiện trong trân trụ để mà các bạn thực hiện cho nó cuộn sang á. Rồi ok, ở đây các bạn có thêm layout. Cái layout của thầy thiết kế ở đây. Đấy, như vậy đã có được cái thằng layout đấy rồi. À, tiếp theo đây thầy có cái thằng requery thì nó nằm trong mục requery, nằm trong mục script đây. Đấy, thì các bạn có tìm đến requery. Nếu như requery đấy không có thì các bạn từ từ nha. Cái này thì các bạn có bundle này. Đây
bootstrap.bundle.min.js đây. Là cái này, xóa cái này đi. Rồi, requery thì không có thì ta lấy trong cái thư mục này luôn. À. Public. Đây. Trong gì này? À, các bạn lấy luôn cả những cái thứ ở trong trong máy thay đây cũng được, thì các bạn chỉ cần tìm kiếm những cái này thay thế là được này. Nhưng ở đây thì kéo lại mới, đúng ra là ta không nên dùng thì hai cách như này. Thế này nó dư, nó sẽ dư cái gì? Layout. Ok, cái này rồi. À, cái nào chưa được thì ta để ra đó một tí nữa ta làm nhá. Cái nào được rồi thì ta good này. Ở trong này là có re-add này. Đây. Thay thế cái này. Là cái này đây. Đấy, và ở đây ta có thêm hai cái này nữa. À, cái này thì liên quan đến cái thằng chain này, hai cái thằng này liên quan với nhau thì để ta ném vào một chậu đi. Ném vào một chậu này. Đấy, mấy thằng này liên quan với nhau. À, rồi thì ở đây còn một cái thằng là này nè thôi, là own.min đây. Own.min đây. Đấy, như vậy ở đây thầy đã kéo được cái thằng thằng này vào rồi, thì chú ý trong số những thứ này thì thầy kéo hết rồi, chỉ có hai cái thằng là thằng này, mấy thằng này chưa kéo này. Đấy, thầy build lại. À, với lại là ở đây nó có cái trong cái trang này, à, trang này không có cái logo ha, có cái logo thì ở đây các bạn nhớ là logo của chúng ta nó sẽ nằm trong đường dẫn nào đây. Public này. Email. Đấy, và đây ta có gì? Email logo đây. Đấy, thì các bạn nhớ là ở cái chỗ này nó có cái logo này. Ở dưới cùng nó có cái logo này. Đây. Đấy, như vậy giờ ta chạy lại cái website này, nó ra cái giao diện nhé. Đấy thì nó mới ra được cái phần trên và phần dưới thôi, đây, ra phần trên và phần dưới thôi nha. Ra được phần trên và phần dưới này, chú ý nó ra phần trên. Còn cái thằng này, cái thằng home này thì các bạn nhớ là cái thằng home thì ghi giao diện của thằng home ở thay là đây này. Giao diện thằng home ở thay là index ở đây. Thì các bạn phải biết là đây là nội dung của thằng home, là từ chỗ này xuống đây này là thằng home. Đấy, nó rất là dài. Đấy, xuống đây là thằng home. Đấy, chú ý xuống đây là thằng home. Thì các bạn copy cái này, các bạn chú ý là ta bị hiểu được trưng home nó chạy đâu nhá. Thì ở đây các bạn nhớ này, trưng home là nó default đây, là đây, đây gọi là trưng home đấy. Và trưng home này là size index, đây là size, là index, size index. Các bạn vào đây, và đây nhớ là đây ta đang chạy đến cái trưng home này, thằng này nút là chạy home thì nó chạy xuống dưới này. Và các bạn thực hiện go to view đi. À, cái này không go to view nhá, tại giờ cho thằng này là public private nhá. Private là không go to view được, thì các bạn nhớ là view của nó nằm trong size home. Đó, size và home thì các bạn nhớ là vào đây size và home đây. Đấy. Và đây là chân chủ của chúng ta, các bạn dán phần code này vào. À, và chú ý ở đây cái này thầy có nói rồi. Đối với cái chân chủ thì nó mới có cái trang sản phẩm này, thấy thay thế toàn bộ cái này luôn nhé. Control H, public email. Ok, rồi thì chú ý ở đây thì khi mà các bạn hình ảnh chúng ta là để ở folder rồi này. Các bạn sau này các bạn nếu như product s thì các bạn phải đổi cái này thành s luôn này. Đấy. À, chú ý như vậy đó. À, như vậy ở đây tạm thầy sẽ tìm kiếm tất cả những thứ này, thầy để product s luôn đi.
Đấy. Public này, email này, product này. Asset. Đấy. Như vậy thay thế toàn bộ những cái chữ đó bằng chữ product add đi. Như vậy ở đây chú ý tất cả những cái sản phẩm ở phía bên này. Đây này, những sản phẩm mà thầy copy vào đây này. Đấy, thì các bạn kéo sang thằng gì product head nha. Đấy, và các bạn xóa đi product có chữ không có chữ S đi. Tương tự như vậy ở đây bot cũng vậy luôn này các bạn nhìn này. Đấy. Đổi sang bên này luôn. À, có chữ S nha, ta thống nhất cái cách đặt tên, không nên không được dùng hai cái. Rồi slide đây. À, ví dụ slide đây thì ta cũng thống nhất với nhau là slide nó nằm trong cái này. Thì ở đây các bạn kéo cái thằng slide này vào trong cái thằng chữ S này. Để xóa slide này đi. Đấy. Đấy, như vậy ạ. Thì trong product ở trên thằng này có slide này. À, nhúng các bạn nhớ là nhúng đúng nha. Rồi ok. Khi này thì nó đang nói cái gì nhỉ? Ở trong cái thằng này nó có một cái vùng ai. Vùng mà thầy coi lại cái thằng index này. Index này các bạn nhớ là nó có một cái đoạn ở phía trên này này. Đấy các bạn, đoạn này, đấy copy header đây. Thì các bạn lại copy cái thằng header này. Đấy thì các bạn nhớ là trong layout của chúng ta nó cũng có một cái khái niệm là trừ một cái vùng header này. Header đây. Thì ở đối với trân chủ đây nhá, thì các bạn có một cái vùng header ở phía trên. Đấy, vùng header phía trên. Mà vùng header phía trên của trân chủ để dùng cái gì? Đây, header của phía trên này, header này là dùng cái gì? Dùng cái này này. Dùng cái ba cái mà ta trừ ra đây này. Đó. Dùng cái này. Đó. Được chưa? Dùng ba cái này. Đấy và các bạn dùng vào trong cái thằng home ở chỗ này đây. Đó. Và đường dẫn ở đây thì các bạn nhớ là public cái này cũng được đi ha. Đó. À, cái này thay thế bằng cái trừ gì nhỉ? Public. Public. Đấy. Set. Rồi. Đây build lại và chỉ thử lại này. Đây. Cái mà thầy vừa nhúng đó là cái để mà xuất hiện cái cuộn qua cuộn lại đây. Chú ý là cái mà thầy xuất hiện là cái cuộn qua cuộn lại đây. Thì các bạn có thể lên muốn có thì các bạn có thể lên mạng search cái chữ từ khóa này này. Đấy, từ khóa này đây. Thư viện của nó đây. Thì các bạn có được cái giao diện một cuộn qua cuộn lại thế này. Còn ở chỗ này có cái thằng slide sau thì ở đây các bạn nhìn này, nó có cái này nó có S này. Đấy, có S này. Đấy. Do thầy cái này là tìm kiếm mình không có S thì nó bị nha, thay S lại nó con. Đấy, ok. Rồi, giờ tiếp theo thầy sẽ làm module. Đây, 3 module nhá. Module thứ nhất là module gì? Menu này. Module thứ nhất là module menu này, module thứ hai là module slide sau này. Đấy. Và module thứ ba là list category thì từ từ thầy nói cái đó. Bây giờ thầy sẽ làm 3 module này thì tất nhiên đóng lại này. Để làm module, bước thứ nhất các bạn tạo cho thầy một controller. Tạo controller. Và ta đặt tên controller là module. Đấy, module nha, controller. Đấy, các bạn tạo controller cho thầy. Đóng trang cụt trì lại. Ta làm trang người dùng, đúng không? Đóng khu vực này lại cho nó gọn. Đấy. Giờ này, các bạn này, kích phải chuột vào controller. Các bạn ấn add. Các bạn tạo cho thầy controller. Controller các bạn chọn empty thôi. Các bạn đặt là module.
Đấy, chú ý module nhưng vậy model nhé, đặt tên đúng. Người ta thống nhất sau này thì nếu như mà các bạn mà đặt đúng thì ta chỉ cần nhớ tên là gọi đúng là được thôi. Em gái. À, thì module này thì ở đây thầy sẽ làm module đầu tiên, đó là module kịch trang gọi là menu. Menu, vậy ở đây thầy sẽ tạo ra một cái action research là main menu. À, tất nhiên cái main menu này thầy cũng add cái view của nó vào là main menu. Đấy. À, như vậy thì giờ ta muốn cái view của chúng ta mà thầy add view cái này luôn nhá, add view này. Đấy, add view này nhá, add view cái này. À, các bạn add view. À, chú ý khi các bạn add view thì ở đây các bạn không có chọn layout nha, các bạn chọn bảng tiêu. Đấy, bảng tiêu thôi. Chú ý bảng tiêu view các bạn add cái. Đấy. Và chú ý này, bước thứ nhất ta tạo controller và đây thầy sẽ tạo ra một cái action research tên là main menu. À, và ở đây thầy sẽ có cái view tên là view main menu và kích phải chuột add view. Add view, chú ý add view này ta chọn là bạc tio. Chú ý nha. À, chú ý đây ta chọn bạc tio nha. Ok. Rồi. À, rồi giờ ta sẽ thực hiện cắt cái menu này bỏ vào cái bạc tio. Bỏ vào cái view này này. Đây, bỏ vào cái view này. Vậy thầy sẽ mở cái layout ra. Trong layout này các bạn thấy có cái đoạn là menu này. À, cái thằng này là thằng list rồi, từ từ thằng này nhá. À, tùy thuộc vào giao diện ta làm thì ở đây các bạn nhìn có cái mục là navigation đây. Đấy, các bạn copy cái này. Đấy, copy navigation đó. Tùy thuộc vào mỗi thiết kế khác nhau thì các bạn nhớ là khác nhau. Còn của thầy là như vậy. À, thầy copy cái này thầy bỏ trong đây. Đó. Và giờ thầy build thầy chạy lại. Build thì chạy lại. Đấy thì các bạn nhìn này, menu giờ nó mất đi rồi. Giờ làm thế nào ta gọi nó vào được thì chú ý ở trong ngôn ngữ lập trình PHP. À, ta mà các bạn học PHP rồi thì nếu như mà trong ngôn ngữ lập trình PHP để mà gọi một cái tập tin cái này, cái module này, những cái gì được cắt ra là module. À, là những cái nội dung được lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, những cái nội dung nào mà được lặp đi lặp lại nhiều lần thì ta nên cắt ra module. Và trong cái trường hợp này thầy có xử lý thêm một trường hợp nữa, đó là nội dung đó là nội dung đồng. Đấy. Thì trong trường hợp này thì module menu này là nó xuất hiện được một lần ở tất cả các trang, nhưng ta gọi thì gọi một lần thôi. Nội dung này là nội dung đồng, đồng có nghĩa là được lấy từ cơ sở dữ liệu lên. Như vậy ở đây ta sẽ thực hiện cắt ra thành module. Và để mà cắt ra module thì ở đây người ta gọi là tập tin dùng chung đấy, tập tin dùng chung. Thì thầy sẽ gọi lại nhé. Khi gọi lại thì chú ý ở trong cái PHP thì ta sử dụng những cái hàm là include rồi require đó, rất bốn hàm đó. Còn đối với trong này thì ta sẽ sử dụng một cái khái niệm gọi là bartio. Đấy, bartio nha. Đây ta gọi là bartio, không biết có đúng không, từ đó đúng không. Đấy. Thì bạc tio đây, các bạn có thể đi vào cái website này, ta coi này. Net. Đó.
Đây đây ta cái khái niệm gọi là partial. Partial các bạn tìm đến cái thằng phần partial view. Partial view đây. À, đây ví dụ cái này người ta gọi là partial view này. Được chưa? Đấy, cái này ta gọi là partial view. Đấy. Thì các bạn tạo ra một cái file và các bạn gọi vào thôi. Tạo ra một cái file, chú ý ở đây các bạn chọn partial thôi nhá. Và gọi vào thì ở đây ta có một số cách gọi nha. Thì đây cách gọi này. Nhớ là những cái dòng lệnh này là tương ứng với dữ liệu gọi là tương ứng với cái câu lệnh include á. Thì để mà gọi vào thì các bạn để ý ta sử dụng là html.partial hay là html render partial hoặc là html render action. Đấy. Được chưa? Thì ở đây người ta lại phân ra làm hai loại, một loại là tỉnh và một loại là đồng. À, khi mà các bạn load một cái partial tỉnh, đó là có nghĩa là cái thằng này không liên quan đến dữ liệu đồng này. À, không liên quan đến dữ liệu thì các bạn sử dụng partial là được rồi nhé. Đấy, còn trường hợp tiếp theo ở đây thì ta sẽ sử dụng dạng là HTML action. Đấy, thì ở đây các bạn nhớ là thầy sẽ gọi dữ liệu đồng. Chú ý ở đây nhớ là ta sẽ gọi dữ liệu đồng. Thì ở đây trong cái layout này thầy sẽ gọi html.partial action render action đi. Không biết có đúng không nhỉ? Ở đây có hai cái tham số truyền vào. Một là ở đây ta sẽ truyền vào cái action name. Thứ hai ở đây ta sẽ truyền vào controller name. Action name ở đây là main menu. Đấy. Thứ hai ở đây ta sẽ gọi controller name tên là model. Đấy. Và ta chạy lại này. Cho nó gọi được menu được vào là được ha. Đấy các bạn thấy nó gọi được vào menu này. Thì ở đây các bạn chú ý thì sau này khi các bạn xài thì các bạn phân biệt cho thầy một số thứ nha. Ở đây là render partial, ở đây các bạn chú ý. Thầy chú ý này là ở đây ta chỉ phân biệt là loại action, render action, nó cứ thử cái render action này cái này. Còn cái này là dữ liệu tỉnh này, liệu tỉnh này. Đấy, còn tìm hiểu và phân biệt mấy cái này cho thầy. Đấy. Ok. Build thử nha. Ở đây này, nhớ là nó có chữ action thì nó mới dùng được cái action này này. Build lại. Đấy, và quan trọng là nó bị chạy ra được. Đấy, các bạn thấy nó sai rồi ha. Đấy. Nó phải trong trường hợp này là các bạn sử dụng action thôi. Có nghĩa là khi các bạn ở đây các bạn gọi đến một cái action thôi, chứ không phải là partial ha. À, khi các bạn gọi đến một cái action, action, đấy, gọi đến action. Chú ý ở đây là trường hợp này thầy gọi đến action nha. Đấy. Và như vậy ở đây trong trường hợp này là thầy gọi đến action thì nó gọi đến một khi chạy cái trang web này lên này, nó sẽ chạy đến action, gọi đến action nè, nó gọi đến đây đấy, và giờ ở chỗ này ta sẽ truyền dữ liệu sang để thằng view này nó hiển thị đấy, và ở đây thầy sẽ đụng đến thằng menu nha, menu và using my class .down model luôn. Đấy. Và đây thầy đặt khai báo ra một cái list menu list bằng
Và tất nhiên ở đây nó liên quan đến menu thì ở đây ta phải khai báo là private menu down. Menu down bằng new menu down. Như vậy ở đây ta sẽ thực hiện gọi đến cái thằng get list. Đấy. Như vậy ở đây ta sẽ lấy ra được tất cả những mẫu tin, những chú ý get list này. Get list này này, chú ý get list này nha. Thì các bạn sang bên này này. Đây. Thì nó sẽ lấy ra tất cả những mẫu tin ở đây thôi. Còn dưới này là theo dạng thùng rác thì thôi nhé. Do vậy ghi get list ở đây các thầy lấy, thì thầy sẽ lấy những cái mẫu tin đấy, có trạng thái bằng 1. Đó vậy đây là trạng thái bằng 1. Còn get list này là không có điều kiện. Thứ hai thầy có thêm một cái trường hợp nữa gọi là parent ID bằng 0. Đấy, do vậy trong trường hợp này thầy sẽ truyền vào đây một cái tham số là int parent ID. Đó, mặc định thì cho nó bằng 0. Đấy. Như vậy ở đây ta hiểu là cái hàm này này, cái hàm trả về danh sách này là thầy thường sử dụng cho trang người dùng. Đấy, trang người dùng này này. Đấy. Và thầy quy định luôn chẳng hạn, ví dụ đây thầy where là những cái mẫu tin chấm parent ID bằng parent ID truyền vào, có nghĩa là lấy những mẫu tin có cấp cha thôi, và trang người dùng luôn luôn lấy trạng thái bằng 1. Do vậy nếu như các bạn thấy là có một cái hàm nào đó mà nó đùng cái tham số, thì các bạn có thể ghi ra một cái hàm, ví dụ get list by ở đây là parent ID. Đấy, các bạn có thể là đặt thế này được. À, được chưa? Đây, ví dụ trong trường hợp này thầy dùng cái này luôn nhá. Ok. Đấy. Ví dụ đây ta sẽ thống nhất với trường hợp này là ta sẽ lấy những mẫu tin có theo parent ID. Như vậy. Như vậy ở đây trong trường hợp này thì bên này ta sẽ gọi lại cái hàm này. Đấy, và các bạn lấy ID bằng parent ID bằng 0. À, parent ID bằng 0 nghĩa là ta sẽ lấy những mẫu tin có parent ID bằng 0 để hiện ra menu ở trường hợp cấp thứ nhất. Cấp thứ nhất là cấp mà không có con đây này. Còn cấp này là cấp có con này nhá. Đấy. Thì đây sẽ mở SQL ra. Đây, mở cơ sở liệu ra để các bạn biết được là parent ID bằng 0 là cái gì. Đây. Đấy. À, thầy xử lý cái này trạng thái cái này bằng 1 hết để cho nó ra nhé các bạn. Đấy. Parent ID bằng 0 là lấy những cái này này. Đó, ok ha. Các bạn nhớ là những cái thứ này này. Parent ID bằng 0. Đấy. Được chưa? À, ví dụ như thế. Đây. Parent ID bằng 0 là cái này. Các bạn trong trường hợp parent ID bằng 0 là ta sẽ lấy ra và ta sẽ truyền cái này sang view để cho nó hiển thị. Truyền sang view cho nó hiển thị. Đây, truyền cái biến list này sang view cho hiển thị. Cây này là truyền theo dạng model, thì các bạn chú ý khi các bạn chạy sang bên này, nó truyền theo dạng model thì các bạn phải lên ở trên này các bạn khai báo a cộng model trừ thương nha. Trừ thương. IE là dạng danh sách myclass.model.com menu. Đấy. Như vậy khi các bạn xong rồi thì các bạn sẽ thực hiện in ra. Thầy đang nói là trong cái trường hợp này là lấy menu cấp 1 thì các bạn in ra ở đây. Đó.
Đây, menu một cấp thôi, thì còn cháy này ra. Đấy, thì ở đây các bạn nhớ là tra truyền bên kia thì ở đây là gì? Và item, đấy là ta gọi là menu đi. In model, đấy model, hãy chú ý chữ model ở đây là viết hoa lên, cái chữ model ở đây là viết thường. Đó. Và ở đây khi các bạn chạy thì các bạn sẽ in ra tên menu ở chỗ này, vào chỗ này. À, in tên menu thì a trong chấm name. Đấy. Như vậy ta sẽ bỏ bớt đi cái thằng này đi ha. À, sorry, chú xin lỗi. Cái này là không phải ở đây rồi. Cái này không phải ở đây rồi. Đấy, copy cắt luôn. Nó nằm đây này. Sai đó. Đây. Cái đường code này mới đúng này. À, đường code này mới đúng thì các bạn phải copy cái này lên lại nha. Đấy, cắt cái này lên lại. Rồi, ok. K đây. Và ở chỗ này các bạn in ra tên. Đừng link tạm thời thầy chưa xài nha. Thầy bỏ đi cho thằng này. Đấy. Và đừng link như chỗ này. Là menu chấm này. Đấy, ta chạy ra nha. À, build ra. Đấy, các bạn nhìn thấy này, menu nó ra này, thời trang nam này đây, ok, thời trang nam đây, tin tức dịch vụ trang chủ đây, chú ý những cái thứ nào mà từ chỗ nó đến chỗ này. Nhưng cái menu của chúng ta lại là menu hai cấp, như vậy ở đây, ở chỗ này các bạn không nên hiển thị thông tin ra chỗ này, không nên hiển thị ở chỗ này, mà ta lại gọi đến theo cú pháp. Giống như ở thằng layout này này. Giống như thằng layout này. Đấy, giống như thằng này nhá, giống như thằng này. Đấy, và ở đây các bạn lại đưa giống như thằng này các bạn đưa vào đây. À, và ở đây thầy không gọi là main menu nữa, gọi là sub main menu hoặc là main menu sub. Đấy, ví dụ đây. Thầy là gọi là main menu sub. Như vậy trong cái trường hợp này thầy lại gọi đến cái thằng menu module này. À, nhưng đấy, chú ý nó cũng gọi đến như thằng này nhưng nó lại là có chữ sub đằng sau, sub đằng sau. Đấy, chú ý này, mỗi lần lặp như vậy các bạn lại gọi tên sub tiếp. Đó, sub tiếp. Và thằng sub này thầy lại truyền cái thằng ID của nó, thầy truyền ID này, truyền thằng này này, thằng này. À, truyền những thằng này đấy, cho nó. Vậy thầy sẽ truyền những thằng này cho nó. Thì ở đây các bạn chú ý, trong bên cái thằng này, khi các bạn đó thì các bạn phải truyền new, truyền cái tham số cho nó. À, và đây các bạn là ID bằng à, đây là menu.id đấy, menu.id như thế này. Đấy, như vậy ở bên phía thằng sub này nó có một cái tham số gọi là ID. Đấy, các bạn đấy, thằng này nó có một cái là INTID. Đó. Như vậy ở đây cái câu lệnh truy vấn ở đây thầy sẽ truyền vào cái thằng ID này vào vị trí này. Vị trí này. À, nghĩa là thầy sẽ kiểm tra những cái thằng à, rồi, ví dụ đây. Ví dụ thầy truyền vào cái ví dụ ở đây thầy thêm một cái nữa là trang nhi trang chủ nha, trang chủ này. À, sản phẩm này. Ví dụ đây thầy thêm cái thằng là sản gì? Sản phẩm đi. Đấy, và đây thầy đặt là sản phẩm này chẳng hạn này. Thầy tự gọi cho nó nhanh nha, chẳng hạn cái này là không. À, cái này là không, cái này là à, cái này đặt là à, cái này là custom rồi, cái tên là custom rồi. Rồi cái này là null luôn, cái này cũng là custom. Đấy, main menu. Đó. Mode
ngày tạo thì lấy trên này thì copy xuống ha. Ok, và đây bừng một. À khi này chú ý một vấn đề này nhá. Vấn đề đó là ta phải loát ra menu ở vị trí này. Do vậy chú ý cái hàm này, cái hàm menu này này, ta phải đưa thêm một cái tham số nữa gọi là bot season. À, chú ý cái tham số mặc định như vậy để nguyên vị trí string bot season. Đấy, dựa vào menu ta đưa. À, do vậy ở đây các bạn phải đưa thêm một cái điều kiện nữa. Nếu như nhiều điều kiện quá mà nó dài cốt ra thì các bạn có thể enter này xuống nha. Đấy, thêm một cái điều kiện nữa đó là m.botSession bằng botSession. Đấy, và tất nhiên ở đây thì các bạn phải truy vấn theo order by. Order by là theo cái trường nào, theo cái trường order nha. Đấy, theo trường order, tăng dần theo order. Đây, tăng dần theo order đây. Ví dụ cái nào trong số cái này là, ví dụ cái này là 1, ví dụ thầy nói là cái này là vị trí số 1, cái này là vị trí số 2, cái này là vị trí số 3, cái này là vị trí số 4. Còn cây này là vị trí số 1, cây này vị trí số 2. À, nhưng giờ thầy mới đặt ra cái tình huống là cấp con này. Đây, ví dụ thằng sản phẩm này là số 9 và hai cái thằng này, hai thằng này là con của thằng số 9. Vậy con của thằng số 9 thì ở chỗ này là 9. Đây là hai thằng này này, chú ý thằng thời trang nam, thời trang nữ này là con của thằng số 9. Đấy, thì nó phải dừ lại cái thằng số 9. Đây, do vậy khi mà các bạn lấy tất cả ra, các bạn chạy vùng lập đó, và mỗi lần lấy vùng lập như vậy các bạn lại lấy ra cái thằng ID này. Đấy, lấy ra thằng ID này nhé, chú ý lấy ra thằng ID này. Rồi, như vậy trong trường hợp là mỗi lần các bạn lấy ra ID này này, các bạn lấy ra ID này, nó hơi khó hiểu một chút xíu, đã giảng ra các bạn. Các bạn lấy ID các bạn truyền sang thằng shop này, truyền sang shop đến thằng shop đây này, thằng shop đây này, thì nó lại lấy dựa theo ID này. Đấy, chú ý tại sao cái thằng này nó bị lỗi, tại vì thằng này nó có hai tham số. Tham số thứ nhất đó là main menu này, main menu này. Đấy, ta lấy những cái mẫu tin tại vị trí main menu này, và lấy tham số ở đây này, hai tham số như vậy đó, được chưa? Đấy, các bạn để ý hai cái này. Một là đây là truyền cái tham số vào. Do vậy khi các bạn lấy cái số 9 ra này, các bạn truyền vào đây này, truyền vào đây thì các bạn lại truy vấn xem những cái thằng mẫu tin nào có parent ID bằng 9 là menu cấp 2, và nó lại gọi lại cái này một lần nữa, và nó sẽ trả về được hai cái thằng này. À, là cấp 2. Cái này là cấp 2 nha, cái này là cấp 1. Những cái thằng nào là số 0 này là cấp 1, còn những thằng nào là khác 0 là cấp 2 hoặc là cấp 3. Đấy, như vậy ở đây thì chú ý như vậy, những thằng nào cấp này, cấp 0 này là số 1, cấp 0 này là menu cấp 1, còn những trường hợp khác 0 là cấp 2 hoặc cấp 3. Như vậy thì ở đây trong trường hợp này thì khi chạy thì những thằng nào mà khác không bằng không thì nó lấy ra, ban đầu là cái câu lệnh truy vấn này này, câu lệnh này này, đây khi cái này nó gọi này, thì nó chỉ lấy ra được những mẫu tin này thôi, lấy được những mẫu tin này thôi. Đấy, ta chạy thử các bạn nhé, chạy thử này, build lại cho chị thử ra này. Chị thử cho được. Ở chỗ này chú ý, khi mà các bạn gọi thằng này, thằng này các bạn gọi đến đây, thì cái thằng list này nó sẽ xảy ra tình trạng là có một số thứ không có con. Các bạn ở đây thầy sẽ là nếu như này, nếu như cái thằng list này này bằng bằng null này, có nghĩa là menu này là không có con,
không có cấp con. Đấy, không có cấp con. Ví dụ trong trường hợp này là không có cấp con này. Đấy, thằng tin tức này không có cấp con, dịch vụ không có cấp con này. Thằng này không có cấp con này, thằng này nó có cấp con. Đây. Có hai cái con đây. Đấy. Mình ngược lại thì nó sẽ có cấp con. Đấy. Và ở đây ta quy ước luôn, nếu như có cấp con thì nó gọi view gì. Đấy, thì các bạn copy cái này. Copy cái này. Đấy. Đưa lên này. Cấp con. Đấy. Thì ở đây thầy đặt là main menu sub 1. Sub 1 là không có con. Sub no đi. À, sub 1 là không có con. Còn sub 2. 2 là có con. Chú ý. Sub 1 là không có con. Còn sub 2 có con. Vậy trường hợp sub 1 đây thì các bạn copy cái view này, này. Các bạn copy cái view này, các bạn tạo view ở trong cái thằng model này luôn. Kích phải chuột này. Add này. À, view này. À, được chưa? Add view này. Và các bạn chọn view thôi. Add này. Và đây các bạn chọn patio view và các bạn đặt tên là sub 1. Add. Tương tự như vậy đấy, các bạn cũng kích phải chuột add view. Add. Ấn add nha. Rồi đây các bạn đặt là sub 2. Sub 2. Rồi. À, thầy đang giữ lại cái view của trong chủ này, sub 1 thì nó ra cái đường link như thế này, sub 1 không có con. Nó ra như thế này. Đó là sub 1. Đấy. Còn sub 2 thì nó ra cái dạng cấu trúc như thế này. Đấy, ra dạng cấu trúc như thế này. Đây gọi là sub 2. Đấy. Ok nha. Thầy cho bạn những dữ liệu đồng để in ra hai cái này. Như vậy ở đây ta tạm thời xóa hết những thứ này đi. Đấy, menu của chúng ta phía bên này chỉ còn lại tiếng này thôi. Và ta build lại. Đây các bạn nhìn nè. Đây giờ nó xóa hết những thứ này đây nhá. Đấy các bạn nhìn này, đầu tiên là các bạn thấy có một cái thằng nào đó, à đây các bạn nhìn này, đó ok, sao mà cái nào cũng có bên này ta, cái ký nhỉ, anh có cái gì sai không, sub 1 không có con, sub 2 thì có con, thì toàn bộ nó ra sub 2 hết nhỉ, toàn bộ nó ra sub 2 hết. Đây. Chấm khao. Chấm khao, khao là đếm. À, nếu như bằng 0 thì nó chạy vô đây. Null nó không cho. Chạy lại đi. Nhớ là chỉ có được một cái là bằng 0 là đúng rồi. Cái này là sai. Cuối cùng à đây các bạn thấy là chỉ có được một thằng duy nhất là thằng này, còn tất cả là những thằng giới thiệu là đúng rồi. Ok, do vậy điều kiện đấy các bạn là bằng không nha. Rồi như vậy trong trường hợp này thì khi mà các bạn truyền cái này vào. À, trong trường hợp nút này thì các bạn phải in dữ liệu đồng ra. Dữ liệu đồng ra có nghĩa là các bạn phải lấy được cái menu hiện tại. Đấy. Do vậy ở đây không phải là cái list. Chú ý trường hợp mà bằng 0 này không phải là cái list. Mà là một menu nào đó thôi. Do vậy ở đây các bạn sẽ thực hiện là menu. In ra menu có ID bằng cái này này. À, do vậy ở đây thầy sẽ lấy ra một cái menu. Nha. Bằng. À, menu. Đấy, menu.
bằng new à, bằng menu down chấm first nha, à, chấm get gì get row, get row mà đây ta truyền vào id là id ở đây đấy, à, truyền vào id này. Chú ý get round truyền vào id thì cái thằng này nó sẽ là in ra cái thằng menu này đấy, và in ra menu là thằng sub một nó con thì nó in ra menu, vậy là sub một in ra menu thì ở đây các bạn để ý trên này các bạn sẽ thực hiện là model. À thì tiếp theo đây các bạn nhớ là ở đây ta đang truyền một mẫu tin sang đây, cái chỗ này ta đang truyền một mẫu tin sang, chú ý một mẫu tin sang thì các bạn thằng sub một này các bạn chỉ cần là my class model menu menu. Vậy ở cái chỗ này này, cái chỗ này thì ta sẽ in ra cái tên menu, in tên menu thì các bạn chỉ cần là model viết hoa lên chấm name đấy, và ta build trở lại này, build trở lại thì những cái trừ này là cấp 1 này, cấp 1 này, cấp 1 thì nó sẽ hiện ra tên menu đó. Đấy các bạn thấy này, đây là trang chủ đây. À, và tất nhiên nếu như các bạn muốn đôn link nhá thì các bạn phải đôn link này. Giờ chỗ này ta bị đôn link. Đôn link thì ở đây các bạn sẽ là đôn model model.link đấy. Đấy. Nhưng ở đây cái link thì để ý một chút xíu là một số vấn đề này đó. Từ từ thì ta sẽ nói chuyện đến cái thằng link sau. Đây, ấn này. Các bạn thấy chạy này. Ấn này. Nó chạy tin tức này, thấy cái chữ tin tức ha. Đó. Ấn đây nó ra chữ dịch vụ này. Đấy. Dịch vụ này, ấn ở đây. Ra. Đó. Thì các bạn nhớ là đường link của chúng ta đã chạy được nhá. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. À, cái chữ sản phẩm này là chữ tình nhá. Cái chữ trường hợp ngược lại này. Trường hợp ngược lại cái chữ sản phẩm này là phải chữ đồng luôn này. Rồi dữ liệu dưới này cũng đồng luôn này. Như vậy ở đây ta cần phải truyền cả hai thằng này sang. Trong trường hợp này ta truyền cả thằng lead, cả thằng menu này sang, hai thằng này sang. Chú ý ở đây ta cần phải truyền hai thằng này sang. Đó. Và ở đây ta đã truyền được thằng lead rồi, còn cái thằng này thì ta truyền bằng cái gì? Thằng này này. Thằng này ta truyền bằng cái gì? Thì ở đây các bạn nhớ là ở đây các bạn chỉ cần truyền view best. À, ở đây các bạn gì? Menu ai bằng bằng cái menu này thôi. Đấy, như vậy các bạn truyền cái thằng biến menu này sang đấy, như vậy khi các bạn truyền sang cái này thì chú ý sang phía bên này các bạn truyền cả cái menu này sang nhỉ. Vậy khi các bạn truyền sang bên thằng cho hai này thì ở chỗ này ta sẽ lấy ra tên menu bằng view best, thì ở đây các bạn sẽ thực hiện là gì, add cộng này. À, ở đây các thầy sẽ đặt ra một cái khối lệnh menu này phải bằng menu phải bằng và đây và menu bằng đấy bằng cái này, và thầy sẽ lấy cái thằng này xuống mà thầy in vào vị trí này, in vị trí này là menu chấm này. Chú ý truyền view view best nó không support nha. Còn nếu như các bạn muốn in link thì các bạn lại để lên ở chỗ này, menu menu link đó. Như vậy đây ta build lại này. Thì cái trừ trên sản phẩm này nó bị đồng đấy, menu này đồng, thế thử lại nhá.
thì lại cái chữ sản phẩm trong này mà thay đổi là sản phẩm 1. Đấy, thì xem nhé, chữ sản phẩm này là sản phẩm 1. Nó chạy ra trên web coi thử cái chữ này có phải là 1 không. Đấy, các bạn là 1 đây. Các bạn nó phải là đồng, có nghĩa là lấy từ cơ sở liệu là được. Ok. Còn cái trường hợp cấp con ở này, cấp con ở này này, cấp con ở này thì ta sẽ thực hiện là lên đây này, ta lấy cái dữ liệu theo dạng model. Đấy, nó là danh sách. Thì ở đây các bạn IE my class model menu. À, như vậy xuống đây thì các bạn xóa hết cái thằng này đi. Xóa cái này đi ha. Đấy, các bạn trừ lại cho đây một cái nhóm trong này thôi. Các bạn thực hiện là model for x model. Và ở trên do ta, ở trên này các bạn nhớ là do ta đặt cái chữ là menu rồi, thì ở đây các bạn đổi lại cho thầy là và item in model. Đấy, viết hoa chữ này lên nha. Chú ý ở đây là viết hoa này, còn ở chỗ này là viết thường. Đấy, khối lệnh. Và menu này chú ý chúng ta chỉ làm menu 2 cấp chứ nhầm, menu 3 cấp cái này không làm được, chưa làm được. Đấy, do vậy ở chỗ này ta sẽ in ra cái gì? Item chấm này. Còn cái này là các bạn là item chấm gì? Item chấm link. Đấy, à, tương tự như vậy ở bên này cũng tương tự nha. Ở bên này là link này. Ok, và ta chạy lại. Đây, thì giờ cái danh mục menu này nó chỉ có hai cái nữa thôi, các bạn nhìn hai cái là đúng đó, thôi chẳng nào. Đấy, chú ý trường hợp này ta ấn nó có thể nó bị lỗi, chú ý nó có bị lỗi. Thì để ý cái đường link này nó cũng có một số trường hợp đặc biệt nhé. Trường hợp đặc biệt ví dụ trong trường hợp custom thì lại khác. Ok. À, cái này hôm sau bị lỗi thì ta xử lý sao? Sự lỗi cái link này thì ta xử lý sao nhá. À, tạm thời thì như vậy đi. Giờ thầy nói lại cái ý đồ này. Ý đồ này, khi các bạn chạy lên thì nó sẽ chạy vào trong layout. Đấy, chú ý thì khi chạy lên layout và nó gặp dòng lệnh 80 mấy đây, gặp dòng lệnh này này. Đấy, thầy sẽ viết ra trong cuộc nha. Đấy, khi chạy cái ứng dụng lên, à, nó gặp trong lệnh này thì nó sẽ chạy cái action tên là menu trong controller module, hay là đây thầy gọi là trong module controller. Đấy, nó chạy cái phương thức này. Đấy, được chưa? Đây, đến đây nhá. Rồi, xong rồi nhá. Rồi, đến đây này. Khi nó chạy đến module cái này. Và ở đây, trong cái này, nó đầy dữ liệu. Chú ý này. Đấy, trong gì? Menu. Đấy, thì nó sẽ thực hiện hai dụng lệnh này. Đấy, chú ý cái này là truy vấn. Vấn những mẫu tin có vị trí là main menu và parent id bằng 0. Parent id bằng 0 các bạn hiểu là cấp cha, những cái mẫu tin cấp cha. Và sau đó các bạn truyền dữ liệu cho view. Đấy, chú ý view này là dạng bạc tiêu là loài không có giao diện đấy. Đây, được chưa? Và khi các bạn chạy đến main menu này rồi
thì ở đây ta sẽ thực hiện chạy vòng lọc. Đây, chú ý, trong view, main menu, các bạn có đồn cốt này. Đấy, đồn cốt này gọi là chạy vòng lọc, in ra. À, được chưa? Đấy, và mỗi lần như vậy thì nó lại mỗi lần lặp nhá, chú ý, mỗi lần lặp thì nó lại gọi đến cái gì tiếp đây? Đây, cái này nó lại gọi đến cái gì? Gọi đến phương thức là action main menu sub trong controller module controller. Đó. Đây nó lại chạy đến thằng main menu sub ở đây. Chạy đến main menu sub ở đây. Đấy, chạy đến main menu sub ở đây. Ok. Thì trong trường hợp này ta sẽ lấy ra, chú ý trong cái đồn cốt ở chỗ này này, ta sẽ lấy ra cái gì? Đấy, trong đồn cốt này. Ở đây là ta sẽ lấy ra này. Cái này ta sẽ lấy ra cái menu hiện tại. Hiện tại được chưa? Mỗi lần lặp như vậy nó sẽ lấy ra một lần á. Đấy, cái này nó sẽ lấy ra một lần. Đấy. Okay, chờ một chút xíu để thầy xử lý cái này cho nó gọn gàng để bình luận sau, cái giải thích lần sau. Ok. Rồi. Trong cái trường hợp này thì khi mà các bạn là lấy ra cái menu hiện tại, còn cái này là ta lại lấy ra menu cấp con của cái ID hiện tại đây. Của cái ID hiện tại này này. Đó. Của ID hiện tại đó. Đấy. Chú ý, ta sẽ lấy ra menu của cái ID hiện tại mà ta đưa vào đây. Đấy. Thì nó xảy ra hai tình huống, đó là menu này không có mẫu tin nào hết thì ta gọi là menu không có con. Trường hợp thứ hai là menu có con. Thì trường hợp menu không có con thì ta lại gọi đến cái view sub 1. Còn trường hợp thứ hai có nghĩa là có menu con thì ta gọi là menu sub 2. Và hai cái view này hai cái view này nó có giao diện khác nhau, đấy. Và trong cái menu cấp 1 đấy không có cấp thì ta sẽ truyền cái thằng gì menu hiện tại vào để in thôi. Còn đối với trường hợp mà menu cấp 2 thì ta phải truyền hai thằng thành phần đó là menu hiện tại và ta truyền luôn cả cái thằng gì menu cấp con. Cái này là gọi là menu cấp con, list menu cấp con. Như vậy ở đây ta sẽ truyền như vậy, ở đây trong cái trường hợp 1 thì ta chỉ truyền là menu hiện tại thôi. Menu hiện tại là một cái menu mà chỉ có một phần tử thôi, cho vậy ở đây các bạn chỉ cần khai báo thế này và in ra ở đây, đơn giản. Còn menu cấp 2 thì các bạn để này, menu cấp 2 thì do nó có hai thành phần. Cho vậy đây các bạn sẽ lấy ra menu cấp hiện tại. Còn đây là menu cấp gì? Cấp 2 ở đây. Và các bạn in hiện tại ở đâu? Cấp 2 ở đâu? Đấy. Chú ý tùy thuộc vào giao diện thì ta mới làm thế này nha. Còn giao diện khác thì các bạn phải trình bày khác. Do vậy các bạn không copy toàn bộ code, không gò lại những đoạn code thế này, mà các bạn dựa vào cái giao diện các bạn thiết kế để các bạn làm. Đấy. Mỗi cái giao diện thiết kế sẽ có một cái cách để nhúng dữ liệu này khác nhau. À, được chưa? Và khi các bạn chạy ra thì nó ra cái này. Ra cái này là menu 2 cấp. Đấy. À, giờ thầy sẽ làm nhanh cái thằng slide sau nhé. Thầy làm nhanh cái thằng slide sau. Slide sau cực kỳ đơn giản này. Slide sau cực kỳ đơn giản luôn. À, slide sau thì nó nằm ở trong chủ thôi. Làm nhanh nhé. Các bạn nhìn này. Cái này dễ hơn cái này nhiều. Thì để các bạn làm cái này lại một lần nữa để các bạn hiểu này. Vậy
khi các bạn chạy trứng chủ lên, trứng chủ này là trứng home này. Đấy, là ở đây ta có thằng slide ở chỗ này đây, chú ý slide ở chỗ này đây, slide đây, thì ở chỗ đây thầy cũng sẽ thực hiện gọi cái thằng action html chấm action. Đấy, chú ý thầy cũng gọi action, và action này tên gì và ở đâu. Thì action này tên là slider, slide sau đi, sau nằm ở trong module. Đấy, do vậy ở đây trong module này, tiếp tục này, tiếp tục này, ở trong module đây, module này ta lại có thêm một cái thằng ở chỗ này gọi là slide sau nha, slide sau đây, và ở đây ta sẽ có public action research. Rồi ở đây là tên là main menu đó, slide sau đấy, và slide sau đây ta cũng gọi view thôi, gọi view đấy, thì copy cái đi xuống này, gọi view đấy, bỏ cái này, và hiện tại ta chưa có cái này thì ta tạm thì ta bỏ cái này nhá. Đấy, và các bạn gọi view thì view các bạn sẽ đặt trung tên cái view này. Đấy, và các bạn ấn add view cho nó luôn, ấn add view thế này cũng được, hoặc là kích phải chuột vào đây cũng được nha, có hai cách như vậy, add view. Và các bạn chú ý ở đây ta chọn bạc cái ô view, đặt trung tên cái này, add. Như vậy đường code của chúng ta ở phía bên này ta phải cắt sang bên này. Đấy, cho mình cái này để như vậy. Và ở đây các bạn phải cắt đường code này sang bên này, các bạn để lại và các bạn build lại nó chạy này. À, chạy trứng chủ mà, trứng chủ là đây. Đấy các bạn thấy này, chơi chạy này. Đấy. Đấy, thì nó ra vật ra slide sau nha, nó vật ra slide sau, nhưng slide sau này là slide sau tỉnh nha. À, thì giả sử đây thầy sẽ copy cái giờ ta sẽ lấy dữ liệu từ trong cái bảng này ra. À, và ở đây chú ý này, các bạn nhìn này, cái slide sau đấy chưa có một tí nào thì tạm thời thầy sẽ tạo hai cái đi. À, slide đơ 1. À, URL thầy để nâng này. Rồi này. Email thì chú ý ở đây thầy sẽ lấy một cái email là cái này. Chú ý bị trùng tên email nha, không trùng tên email là nó không chạy. À, public này, email đây là slide sau 2. Phải copy cái tên này. Đấy. Đấy, tạm thời đây thầy sẽ đặt là hình như là hình 1 này. Hình 1 này. Vị trí số 1 này. Rồi được tạo bởi này. Rồi ok. 1 này. Rồi xong rồi một tí nữa xong rồi. Và thầy đặt là slide sau 2 này. À, do thầy chưa làm chức năng quản lý cái này. Thì các bạn thầy bị làm cái này thôi nhá. Ok. Rồi. Đấy. Như vậy giờ đây ta sẽ truy vấn để lấy ra hai mục tích này. Đấy, thì ở đây chú ý trong cơ sở liệu này hình nhất thiếu một trường này. Thiếu một trường gọi là vị trí của menu, vị trí nha. Chú ý trong cái này thì chú ý thêm, các bạn thêm cho thầy một trường nữa. Đấy, các bạn có thể là design thiết kế cho thầy thêm một trường nữa, đó là bot season. Đấy, ví dụ đây các bạn bot season này. insert column. Đây các bạn thêm cho thầy một cái bot season nữa. Đấy, và đây là nvacha 50 cũng được. Ok, lưu lại. À, chú ý khi các bạn thiết kế thêm cái gì ở bên này nha, thì các bạn phải thêm phía bên này một thông tin nha. Thêm bên này là phải thêm bên này. Slider. Đấy, và các bạn phải thêm đằng sau cái thằng này chẳng hạn. Ở đâu cũng được, các bạn nhớ là không quan trọng. Nhà đây các bạn thêm cho là string. String. Và đây là position. Phải thêm mới được.
Như vậy ở đây thì chú ý khi mà các bạn làm thế này rồi thì ta sẽ quay lại cái thằng cái này. Edit này. Ở đây thầy sẽ có một cái vị trí ở đây là slide sau. Đấy, chú ý cái này là slide sau như vậy nha. Đấy. Do vậy ở đây khi mà các bạn muốn lấy dữ liệu đồng thì giờ ta bắt đầu này, dữ liệu đồng này. Trong này ta phải lấy dữ liệu đồng giống như trên này. Thì lấy dữ liệu đồng thì ta phải lấy từ slide rồi. Slide down. Ok. Slide down chưa có luôn hả? Đúng rồi, chưa có rồi. Copy cái này nhá. Đấy, sửa cái này lại. Slide down. Rồi ok. Thầy mở cái slide down này ra. Sửa lại cái này thành slide down. Rồi, slide down thì cái này là từ slide sau ha. Slider chứ. Rồi ok. Như vậy thử nào, đúng không? Rồi, như vậy giờ đây thầy sẽ gọi đến một cái thằng để lấy ra cái này. Được chưa? Vậy ở đây thầy lấy ra thông tin này, vậy điều kiện truy vấn là cái này và cái này. Điều kiện truy vấn cái này. Cái này ha. Đó phải chú ý là như vậy. Do vậy ở bên này thầy này, nhắc lại này, phía bên này thầy là slide down này. Rồi ok, slide down này. Đấy, xúc bọt ra này. Rồi ở đây các bạn đổi lại là slide này. Đấy. Như vậy ở đây các bạn phải lấy cái thằng get list ra đúng không? Get list, nhưng get list này các bạn đặt trùng tên. Do vậy ở đây ta sẽ lấy ra một cái biến list này. Slider này. Slide này. Đấy, và đây là tập slide list. List thôi. Bằng. Đấy, get gì? Get round này là không được này. Do vậy đây thầy sẽ get list by bot season theo vị trí. Và vị trí này thầy đặt tên vị trí là gì? Vị trí này là thầy lấy vị trí này. Đó, như vậy thôi. Tại sao các bạn lại phải viết lại cái hàm này mà không phải là get list luôn? Vì nguyên nhân các bạn nhìn bên này này, nhìn này. Ở đây get list thì ở đây cũng là string. Và ở trong cái trường hợp này thầy cũng string luôn. Đấy, do vậy cái này là không được nha. Các bạn để cái này. Đấy, các bạn đưa cái thằng này lên trên này. Đấy, public. Đấy. List gì? List slide. Và đây các bạn đưa tên hàm này và các bạn đưa vào string. Vị trí là bot season. Đấy. Và các bạn cùng truy vấn và trả về mẫu tin thôi, return. Đấy. Và ở đây chú ý chúng ta phải có điều kiện của nó. Điều kiện của nó là gì? Chấm where. Thứ nhất đó là vị trí bot season bằng bot season mà các bạn đưa ngoài vào. Thứ hai các bạn phải trạng thái phải là bằng 1. Đấy, và ở đây các bạn đến order by nữa. Order by sắp xếp theo. Ở đây các bạn sắp xếp theo cái trường sắp xếp đó là m.career order. Đấy, các bạn thấy có order đó. Như vậy ở đây ta cũng trả về một cái danh sách, nhưng chú ý là các bạn phải viết theo cái dạng này by position theo cái chức năng của nó. Đấy, do vậy ở đây ta đã lấy dữ liệu rồi. Và khi mà lấy dữ liệu rồi thì các bạn lại đẩy cái này sang bên view, các bạn hiển thị. Đấy, view hiển thị các bạn go to view. Go view. Và ở trên này các bạn thực hiện là model. IE. Đấy, và đây là myclass.model.slideshow. Như vậy ở đây các bạn thấy này. Nhìn cái quy luật ở đây, nhìn cái quy luật này. Thì ở đây nhìn này, một này. Cái này khác đi này.
Có vậy trong cái view này các bạn lại nhìn thấy có một cái con action, có một cái không có action. Còn cái nút ấn qua lại thì ở đây thôi. Do vậy ở đây các bạn chỉ lặp cái này. Các bạn ở đây các bạn muốn lặp for này. A công này, for này. Đó. Và đây các bạn đặt vào cái slide này, slide in model. Đấy. Các bạn lặp luôn cả hai cái này. Nhưng chú ý chỉ có từng trường hợp thôi. Trường hợp nào thì ta có action này. Thì ta quy định cái trường hợp đầu tiên. Như vậy ở đây các bạn thầy sử dụng câu lệnh if nha. If. 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 If cái gì? Thì thầy sẽ thực hiện if cái này ra. If cái này ra. Đó. Quan trọng là điều kiện cái gì thì if cái này. Ngược lại thì in như thế này ra. Đấy thì điều kiện là gì thì giờ đấy thầy sử dụng một cái kỹ thuật gọi là đặt cơ hiệu. Đây đặt cơ hiệu nhé, chú ý cái này gọi là đặt cơ hiệu là thầy đặt là index. In nhé, kiểu dữ liệu in. Index. Đấy, bằng 0. Và thầy nói là nếu như index này này mà bằng 0 thì in cái này. Và chú ý sau mỗi lần lặp thì cái biến index này phải tăng lên một đơn vị. Được chưa? Đấy. Cái line này. Đấy, cái thằng này nó có sorry các bạn, chú ý cái này các bạn phải đưa cái hình, hình như nằm đường dẫn này. Chú ý đường dẫn này thì ở đây các bạn để ý là đường dẫn này rồi thì ở đây các bạn chỉ cần là A cộng slider. Đây các bạn lấy img thôi. Đấy. Trong trường hợp này mình không hiện name thì thôi nhá, thì các bạn có thể in cái name ra chỗ này để các biết là slide sau nào bị lồi này. Đây các bạn có thể in name ở đây. Đó. Như vậy ở đây các bạn cũng tương tự như vậy. In cái tên hình ở đây. Cái name ở chỗ này. Đó. Rồi các bạn chạy lại thì khi các bạn chạy lại chú ý trong slide thì có một slide đó, có hình, còn một slide không có hình là đúng. Cái này. Ok, index bằng 0 nó bị lỗi hả? Hình như không có chữ A cộng. Trong cái cú pháp này là không có A cộng nữa. Hãy chú ý trong cái khối này này. Khối này này. Nó đã là bao khối rồi thì ở trong này các bạn viết mã lệnh bình thường. Kết hợp như vậy á. Còn cái trường hợp này thì các bạn phải khai báo A cộng đứng trước này là khối lệnh này. Thấy chưa? Đấy. Slide 1 này. Các bạn nhìn slide 1 không có hình này. Ấn slide 2 có hình này. Đấy. Thì giờ giả sử đây. Thầy sẽ copy một cái tấm hình ở trong thư viện hình đi. Đây có slide này. Web qua đi cũng được đi. Đây cái web đây. Thầy sẽ copy một cái slide mà có đuôi của nó là đây đi, ví dụ nhé. Thầy copy cái này. Ai copy cái này cũng được. Đó, ok copy cái này. Ai copy cái link lớn đi. Copy cái này. Đây. Các bạn để ở trong cái mục slide này. Và tất nhiên các bạn bị đổi tên cái này lại nhé. Thành cái slide này. Slide the ship gạch màu. Đây các bạn nhìn này. Nó trùng tên. Chú ý là phải là tên nó khớp với trong cơ sở liệu này. Đây. Tên nó không khớp là nó không chạy nhé. Đấy, có nhiều bạn là cứ chạy không ra. Mà không có kiểm tra cái này. Cái đi hỏi thầy cái này là vô lý nha. Đấy các bạn trùng tên như này. Chạy lại.
Đây các bạn thấy này, slide 1 đây, ok ha. Đó, slide 2. Đấy, có hai cái slide đây này ha. Đây, nhắc lại này, nhắc lại này. Khi các bạn chạy cái ứng dụng lên, đường link của chúng ta hiện tại đó đang là trang chủ. Đường link hiện tại của chúng ta là trang chủ nhá. Thì khi mà chạy trang chủ thì nó sẽ đi vào trong cái home ở đây. Home đây nó sẽ gọi action module. Action trong module. À, trong controller module, controller module, action controller module ở đây. Đấy, thì ở đây các bạn chỉ cần là lấy dữ liệu ra thôi. Lấy dữ liệu thì chú ý thì cái này thầy có đụng đến một chút xíu là cái này. À, các bạn là truy vấn này và các bạn lấy dữ liệu các bạn đẩy sang. Đẩy sang thì các bạn chạy sang bên này, các bạn hiển thị. Hiển thị thôi, đơn giản như vậy thôi. Và quan trọng nhất của cái nhúng dữ liệu vào view đó là các bạn bị hiểu cái thiết kế của nó. Do vậy thầy yêu cầu các bạn là các bạn tự thiết kế để làm gì, để các bạn biết cách nhúng. Còn các bạn mà đi lấy trên mạng về chắc chắn các bạn không nhúng được. Nguyên nhân là các bạn không nhúng được vì một cái thiết kế trên mạng là nó khác nhau, khác nhau. Do vậy các bạn mà dựa vào cái nhúng đó không thể nhúng được. Do vậy thầy thì nhìn á, thầy làm nhiều thầy chỉ thấy này là trong cái view của cái này nó có một cái thằng có active, con thằng không có active. Và nếu như các bạn chạy vòng lặp mà các bạn chỉ để một cái thôi, không có if else gì hết thì chắc chắn là không bao giờ ra. Đấy, trong trường hợp này nó có active. Thì ở đây ta sử dụng cái trường hợp là ta cho cái thằng đầu tiên là active, thì ở đây các bạn sử dụng kỹ thuật cờ hiệu thôi. Đấy. Còn có người hỏi thầy ơi cái nào là active? Hay là có người có bạn là làm thêm một cái trường active vào đây nữa. Đấy. Cây nào mà được active thì cây đó xuất hiện ở vị trí đầu. Đấy, cũng được. Do vậy ở đây các bạn cùng với if else. Cây nào có active thì các bạn thêm chữ active ở đây. Do vậy cùng với if else. Do vậy ta làm kỹ thuật này nó đơn giản hơn. Đó là ta sẽ sử dụng đặt cờ hiệu. Đó. Và nếu như cờ hiệu này là bằng không thì duy nhất chắc chắn chỉ có một trường hợp bằng không thôi. Là trường hợp đầu tiên bằng không thôi. Còn những trường hợp còn lại là nó tăng 1, 2, 3, 4 này rồi. Do vậy như cái này. Còn có một số bạn thì trong Laravel các bạn cũng xem thầy làm, nhưng các bạn lại có thêm cái này này. Đấy, đây chỉ nhắc lại là có một số bạn là cũng theo thầy làm. Đấy, nhưng thêm cái này. Đấy, các bạn. Xuống ở chỗ Commandant hả? Đây, cái slide đây. Như vậy đây, nếu như các bạn mà làm cái menu này này, slide này, slide mà kiểu nút hai nút qua nút lại này đơn giản. Đấy, nút qua nút lại thì ở dưới này có hai nút ấn gì này đây. Còn ở chỗ này là hình ảnh đây, có một cái active đây. Nhưng giả sử trong trường hợp là có người là lấy có thêm cái nút này này, thêm cái nút này này, thì các bạn lại thấy này, ngoài cái việc là có tâm hình thì ở trên này nó có ba cái nút rồi này. Ba cái nút rồi. Đấy, ví dụ trên này có ba cái nút nữa. Thì ba cái nút này các bạn phải làm thế nào nó phải ra được là 0, 1, là 2, 3. 0, 1, 2, 3 đây, chú ý. Các bạn ra được cái đường con này, là giả sử đây, đường con này là như thế này. Nằm ở trên thằng inner, nhá, giả sử trong trường hợp này nó có thêm cái này. Đây, trên inner này, các bạn có cái này. Đấy. Yeah. Thì các bạn lại chú ý, ở trên này nó có ba thằng này, nhưng mà cũng có một thằng có action. Đây, có thằng có action. Và các bạn phải đánh số được 0, 1, 2, 3. Như vậy, thì khi các bạn chạy ra thì nó mới đúng. Đây, giờ chỉ chạy lại này, chạy lại các bạn nhìn thấy nó vô lý này. Vô lý này, ở chỗ này nha, chú ý ở chỗ dưới này nó có vô lý này. Đây, các bạn nhìn này. Chúng ta được có 200 hình này, giờ ấn có qua đâu, nhìn ấn này, không qua. Đấy, nó từ qua đây, chứ ấn không có qua. Ấn không có qua. Đấy, thấy chưa? Do vậy các bạn bị hiểu được là phải đụng đến thằng này và phải ấn tỷ đây. Và trong trường hợp này là nó có hai cái thì các bạn chỉ để hai thôi. Do vậy cây này cũng phải dùng vòng lặp. Nhớ phải vùng lặp 2 lần. Nha, chú ý cái này vùng lặp 2 lần nha. Đó, thầy chú ý là mỗi thiết kế nó phải có một cái trình bày khác nhau. Đấy,